Vũ Trung Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với bản tin nổi bật chiêu thứ ba hôm nay gửi lại chào Vũ Trung. Vâng kính chào quý khán giả à, cùng với anh Hoàng Trọng Thủy. Hiệu số. Với sự hưởng ứng của quý vị thì chúng tôi thấy rằng Đấy. anh Vũ Trung mà làm một tuần có một lần thì ổn quá. Anh theo dõi Đấy. tin tức thường xuyên và vì thế anh đã đồng ý nhận lời làm thêm một ngày nữa hai ngày thứ ba và thứ năm Đạ, thứ ba thứ năm quý vị nhớ đón xem tin nổi bật <laughs> thú thật với quý khán giả là chỉ có vài ngày qua thôi cho đến ngày hôm nay trước cái giờ mà chương trình này lên đến với quý vị thì tin nó gọi nó là ngộp tin cái ngộp tin thứ nhất là không ngờ rằng là cái tin mà ông võ văn thưởng nhà ta bị xuống chức Rồi từ đấy nó kéo dài đến cuối tuần qua thì nào là tin mừng cho những người ủng hộ ông Trump số tiền beo đã giảm xuống hơn một nửa, yeah. chỉ còn chồng trèn một trăm bảy mấy triệu. Mm. Rồi sau đó nó lại chưa hết, cuộc đời ông nó lại tiếp tục lận đận, lại uh. chính thức cho hay rằng là vài ngày nữa ông lại phải ra tòa cũng là liên uh. quan đến tiền, nó gọi là hush uh. money. Uh. Mình có thể dùng là tiền biệt Biết miệng, miệng. Dạ à, tiền biệt uh. miệng. Rồi nó chưa ngưng ở đó quý khán giả, nó lại thêm những cái câu chuyện liên quan đến cái chuyện thuốc phá thai, yeah. tranh cãi hỏi qua hỏi lại giữa tối cao pháp viện của nước Mỹ và đại diện của công ty thuốc Tao Rồi trong lúc mà chúng ta nói chuyện này đây đó, thì tội nghiệp cho một số những công nhân làm việc ở trên cái cầu ở Baltimore. Yeah. Yeah. And then bản tin cho hay là một cái chiếc vessel, cái tàu hàng yeah. đã trông như là ủi sập luôn yeah. cái, 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 cái cầu đó mà yeah. quý vị nó nhìn trên truyền hình thấy cái, cái hình ảnh cái cầu nó rớt xuống nó sụp xuống thấy thương right. tâm phải tội nghiệp rồi anh đã theo dõi vụ uh, khủng bố ở nước Nga nữa. Qua chính Nga. xác, ừ. không biết tại sao cái tin này nó ghê quá mà tôi 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 tôi, tôi là quên. Ừ. Cái vụ khủng bố cũng là một cái, cái, cái dùng mình nhưng mà người ta ngạc nhiên và có tin đổi qua đổi lại là uh, người Mỹ thì báo động là họ đã biết cái vụ này rồi, họ đã bảo cảnh cáo dạ. công dân của họ rồi. Thì Nga nói là họ không nhận được cái gì cả. Tại sao họ có quyền trách như vậy? bởi vì bên trong đó là gì nó có những cái cái thỏa thuận giữa nhiều quốc gia với nhau là có những cái 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 tin tức gì liên quan đến gọi là hùng bố đó ừ. thì là phải cho nhau biết Đấy. thì ông nga là ông đổ tội cho ông mỹ là không 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 thấy thông báo gì cả cái thứ hai là chỉ một vài ngày đầu thì cả bên qua đổ lại đổ qua đổ lại thì ông ông mỹ thì ông im ru ông chỉ xác nhận là cái này không phải do Iran ừ. nhưng mà về phía nga thì đã có những người, những nguồn người tin nói là cái này là do Iran thế cuối cùng thì bây giờ thú thật là chỉ 10 phút vừa qua thì chính thức cho hai nga đã nhìn ra là họ không phải là những người do ukraine mà là cái gốc của họ đến từ những cái gọi là trung á cái chuyện này mình thấy cái việc mà putin cái sự thất bại của một người lãnh đạo à, vì lý do đó thưa quý vị mặc dầu là trong cái thời gian vẫn diễn biến việc chiến tranh lạnh ảnh hưởng thêm với tình hình Ukraine nữa. Thế nhưng về những cái vấn đề lớn, ngay cả việc mà hợp tác trên trạm không gian quốc tế ISS, hai bên vẫn làm việc với nhau. À, người Mỹ với người Nga vẫn ngồi nói chuyện ở nhau trên cái uh, trạm không gian quốc tế đó và vẫn phải tiếp tục hợp tác. Mặc dù Putin thì thấy không muốn uh, sử dụng cái chiếc uh, phi thuyền Soyuz của mình vào cái mục tiêu đó mà phía Hoa Kỳ phải nhờ vào cái việc hỗ trợ của SpaceX hoặc là Châu Âu nhưng mà đó là một cái việc hợp tác thứ nhất, hợp tác thứ nhì đó là ngay cả trong thời kỳ đầu diễn ra cái cuộc chiến tranh Ukraine đó Hoa Kỳ và Nga trong đó kể cả các tư lệnh đặc biệt liên quan tới hạt nhân vẫn đồng ý với nhau sẵn sàng nói chuyện với nhau và thậm chí hầu như là những cái, cái quyết định của ông Putin đó, lúc đó anh để ý đó là khi Putin và kể cả uh, Medvedev á, tức là cái tên thủ tướng tuyên bố bù nhìn đó đúng, đưa ra những cái tuyên bố oh, nga đang bị áp lực để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng mà những cái kênh liên lạc thường xuyên của phía hạt nhân Mỹ và hạt nhân nga, họ nói chuyện với nhau và phía nga đoàn chắc với Mỹ rằng sẽ không có cái chuyện đó thưa anh. Cho nên thấy có những cái tin tức thông tin đó. Cho nên bộ sậu của Nga thì nói như thế Nhưng mà đằng sau lưng đó Vấn đề hạt nhân Cho nên khi mà tuyên bố những hạt nhân như vậy Báo chí thì họ loan tải ghê gớm lắm Nhưng mà Hoa Kỳ đoan chắc Là sẽ không có cái chuyện đó xảy ra Và về mặt hợp tác chống khủng bố Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ Và sự hiện diện của quân đội Nga Ở Syria để tiêu diệt ISIS là sự hợp tác mặc dù hai bên không nói với nhau nhưng mà cả chiến đấu cơ của hai bên đều thả bom tấn công vào ISIS và thời của ông Trump ông đã tuyên bố ông là tổng thống đã chiến thắng được ISIS nhưng mà ngấm ngầm bọn ISIS mà cái điểm đáng đau cho Nga đang Tajikistan, Uzbekistan những cái quốc gia nằm ở cái khu vực mà thuộc về liên bang Xô Viết cũ lại là những cái kẻ mà tấn công bọn nước Nga ừ. bởi vì họ ra vào thường xuyên biên giới rất là <laughs> dễ dàng. Dạ thì nuôi ông tay áo. Dạ, vâng, nuôi ông áo. Nhưng, Nhưng trong... mà qua những cái bản dạ. tin đó, thì anh thấy rằng bây giờ đó Putin đó, mới đầu thì đổ lỗi cho Ukraine về cái sự bất lực của mình. Và bản tin nói rằng Hoa Kỳ đã gửi thông tin khuyến cáo với Nga từ trước và thậm chí họ nói thẳng thẳng luôn đó là những cái tên khủng bố Tajikistan cũng có thể tấn công. Putin thì bản tin nói rằng ô, Putin nói rằng là cái trò lừa đảo của Mỹ đừng có tin tưởng vào đó. Ờ, cứ đứng trên cái, cái cái góc cạnh là không bên nước Mỹ. Cho dù là chúng ta là người sống ở Mỹ và có thể là công dân Mỹ nữa. Ờ, trong cái vụ mà Ukraine và nga đó thì thấy rõ là nga bị hớ rồi. Và thấy rõ là cái cái chính nghĩa và cái đàng hoàng nó đầu lương thiện nó nằm ở chỗ nào? Vâng. Là nước Mỹ đã la làng lên là có dấu hiệu cho thấy rằng nga đang chuẩn bị binh lực để mà tấn công Ukraine. Yeah. Đúng. Trong cái đó thì bên nga là phủ nhận Có một cái cuộc giống như tập trận thậm chí Ukraine cũng không ngờ và Châu Âu cũng không ngờ là nga đánh Ukraine luôn Nó cho thấy rằng cái cộng đồng tình báo của các ừ. nước mà thân Mỹ đó là nó vẫn trên chân yeah. và rồi cái vụ khủng bố ừ. vừa rồi là một cái rõ ràng chính xác như anh Thụy nói đó ngay lập tức đổ tội ừ. khủng bố này là thuộc về nhóm kia đó là cái sự che lấp những cái sức mạnh thì cái sức mạnh đó, đó nó không có thật mà anh không anh anh không thả bom Tajikistan được thì anh thả bom ukraine anh thả bom tấn công vào Kiev và hàng loạt những cái vụ tấn công nữa à, bởi vì không có làm gì khác để mà tiêu diệt khủng bố chỉ có mang những cái tên khủng bố này ra và chưa kể đó những cái hành động mà thế giới thấy đó nó khác hẳn với phía mỹ đó ngay cả khi họ bắt những cái tên thủ lãnh mật mà, Chính mà nhốt ở guantanamo anh nhớ không ừ. thì cái vấn đề tra tấn vấn đề kia Phía, phía, Nga đó đã đưa ra mấy cái tên này tên nào tên lấy mặt mày sưng húp có cái tên gần thí là uh, bản tin họ nói đó là tra tấn đến độ đó họ cột cái dây điện vào cái chỗ kín cái vùng kín của một trong những cái tên khủng bố đó để tra tấn đây tàn bạo và tin tức đó lộ ra hết ngoài lẽ đương nhiên cũng có những cái vụ mà tìm cách lấy được những cái thông tin từ những cái tên khủng bố cho cái vụ 911 ở tại Hoa Kỳ này ở nhà tù Guantanamo nhưng mà hình ảnh mới nhất cho thấy à, uh, bề ngoài mặt anh để ý đó là chúng tôi vẫn trôn trọng nhân quyền tức là những cái tên này mặc dù khủng bố vẫn được đưa ra tòa án xét xử nhưng mà ai cũng biết được cái số phận của những cái tên này như thế nào thì anh thấy có một ông mà nói không được mà ngồi chỉ cái nó không được, được mà có ngồi, thể ngồi. là cũng, sau cái vụ này là là Đâu, chắc, từ từ chắc. ra đi rồi họ họ, để... họ 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 tuyên bố sẽ tử hình hết tất cả những cái không, tên này nhưng mà hình như là ông ấy làm như vậy thôi anh thụy này tôi có đọc kỹ và nói là lạ là... Nga không có cái 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 cái, án, cái là tử hình không án, án tử hình, tự hình. Ừ. nhưng mà ngồi theo kiểu đó là đánh sưng vù mặt đây má, ngồi mà không nói nên nên lời mà cũng đi ra tòa làm. Thưa anh gì. không có án tử hình nhưng mà anh nhìn thấy nó Vani đó vào trong tù bị trù dập rồi <laughs> cho bỏ đói bỏ lạnh thì cũng tự động mà thì chết đấy, thôi. Có người nói tôi tôi giống như anh nói vậy đó. không mạnh trên à. thế giới thì thấy ô không có án tử hình nhưng mà nổ cái hành vi đó thôi. Có người bảo rằng với tôi là nó không họ tinh vi lắm anh 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 Chung họ đưa lên trên Tây Bá lại Á đó. Là ở cái nơi mà cực lạnh, lạnh đó, Siberia. Họ vẫn cung cấp quần áo, quần có áo có nhưng mà áo mỏng <laughs> <không> quần mỏng. <laughs> 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 Trường hợp Namaly <Navani> là là <laughs> rõ ràng. Thì bây giờ cái vấn đề lớn ở đây là người ta nhìn vào Putin cho thấy cái sự bất lực của y. Chúng tôi tiếp tục với đề tài tin nổi bật ngay sau phần quảng áo.